Ngày 22 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang công nhận xã Bình Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023. Ông Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, ông Nguyễn Tiết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, huyện Châu Thành và đông đảo nhân dân xã Bình Thạnh đã đến dự. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm toàn diện lâu dài, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành đã triển khai quyết liệt đồng bộ. Giai đoạn 2010-2023, xã đã quy động được hơn 272 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp khoảng 7,6 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng trường lớp học và hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất. Với sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, xã Bình Thạnh đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023. Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành nói chung, xã Bình Thạnh nói riêng quyết tâm để tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được, nhất là các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, môi trường, tạo nền tảng tiến tới hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đã trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Bình Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023. Nhiều tập thể cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, huyện Châu Thành và xã Bình Thạnh trao bằng khen, giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng xã Bình Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023. Nhằm xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của mặt trận nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ 11 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Với chủ đề tuyên truyền phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lịch sử truyền thống và vai trò của Mặt trận Tổ quốc. Kết quả về việc thực hiện luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp quy liên quan đến vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, đồng thời nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, những vấn đề đặt ra để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mặt trận ở địa phương trong nhiệm kỳ mới, những mô hình hay, nhân tố mới, những tập thể cá nhân tiên tiến, những bài học kinh nghiệm qua phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của mặt trận trên các lĩnh vực khác nhau ở địa phương, cơ sở, nhất là hai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Kết quả, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc, kết quả công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, kết quả hoạt động ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động tiếp xúc thăm hỏi của lãnh đạo cấp ủy chính quyền, mặt trận với nhân dân, tăng cường tiếp xúc đối thoại với lãnh đạo các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực các tôn giáo trong xây dựng đất nước. Chiều 22 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Dương Văn Bình, sinh năm 1968, trú phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2023, trong lúc Dương Văn Bình điều khiển vỏ lãi chở Võ Thị Kim Luận, Dương Văn Nam và Phan Thị Trà My nhập cảnh trái phép từ Campuchia về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, thì bị tổ công tác của lực lượng biên phòng phát hiện bắt quả tang.
Quá trình điều tra xác định, trong 2 ngày 17 và 19 tháng 10 năm 2023, Bình đã nhiều lần tổ chức cho Luận, Nam và My xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua lại biên giới Việt Nam-Campuchia để thu lợi bất chính. Đến ngày 28 tháng 10 năm 2023, Bình bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố điều tra. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Bình đã thành khẩn khai báo và xin giảm nhẹ hình phạt. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Dương Văn Bình 5 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.